hay là giải chạy Ademisu. Thì rất là tiếc là ngày hôm qua là cái ngày cái trận đầu của Ademisu 13 lap thì đã có một cái tai nạn xảy ra cho cái tay đua người Malaysia. Rất tiếc là cái tay đua đó sau khi té ngã rất là nhẹ nhàng thì đã có thể là bị một cái tay đua khác phía đằng sau đã chèn ngang người nên tạo ra một cái tình huống accident rất là nạn đó. Thì mình xin chia buồn, nói chung là đã là chấp nhận đua xe thì phải có những rủi ro rồi. We can walk in. Okay. Đây là mình đi tham quan vào bên trong cái ngồi mấy cô bé xinh tươi cực kỳ đẹp. Đó. Ở trong đây là cái gian hàng của Ademisu. Ademisu là một cái giải của Honda đã tổ chức ra để mà tuyển chọn những cái tài năng trẻ để có thể hướng tới MotoGP. Đây là những chiếc xe Honda CBR 300 của Ademisu, hoặc là chẳng hạn như thế UB 150 Winner. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái vòng để tham quan. Tôi khoái nhất là chiếc này nè. Chiếc này là một dạng thể thức cao của giải Ademisu. Nó là cái giải tài năng trẻ mà khi mà chúng ta sử dụng dòng xe này, coi như là khi mà chúng ta chiến thắng có thể là chúng ta sẽ đi vào giải Moto3. Đấy. Bên kia cũng là một con của Honda Winner đó. À đây là con Blade. Đây là con hệ Blade. Bên đây thì nó gọi là Honda Dash, còn bên kia mới là Honda Winner. Ok. Đó, còn thấy không? Bên kia là con CBR 600. Cái này chắc thể thức của Moto 2 thôi. Không có gì cả. Đấy, Honda Team Asia. Rồi. Hệ Honda Blade đây. Honda Blade. Đây là Honda Winner. Đây chúng ta có thể cận cảnh để kiểm tra ha. Trên cái yên của nó thiết kế một cái cục để chịu lại, giống như là cái cục mút để mà tì khi mà chúng ta sẽ ôm cua. Da yên các thứ gì nó bỏ hết luôn, nó chỉ để lại miếng mút thôi. Tần số của nó có trang bị bức ship đi đĩa lớn. Đầu bò này nhìn có vẻ khá là bự. Chẳng bay dưới CNC ha. Bay dưới CNC và có bên cấp phụ rồi nằm dưới. Trang bị thì vẫn là đĩa Racing Boy, mâm Racing Boy tiêu chuẩn thôi, không có gì cả. Theo như tôi thấy là có bơm nước rồi. Bơm nước rồi thôi. Tiếp là gian hàng của Suzuki Acta. Thì ngoài việc trưng bày các dòng xe rồi có sẵn, con này giống như một cái dạng con Cantana đời cũ mà bây giờ nó lên đời mới. Dòng này mới quá, dòng này chưa thấy bao giờ. Đúng rồi, vậy nó là con Katana, Suzuki Katana thế hệ mới. Có thể là nó mới sản xuất lại dòng Katana này thôi. Trong gian hàng này chúng ta tất cả đều là gian hàng xe mới chứ không phải là xe độ đua. Chúng ta ở trong này cũng sẽ không có gì nhiều để mà coi ha. Mấy con xuồng nghe thì Việt Nam chạy đầy đường rồi. Có thể nói có thể là những cái áo. Ôi hello, tưởng ai đi đâu qua đây. Hồi nãy nó đang dàn cái bên Ademisu. Ôi chúng ta lại đi gặp được người Việt Nam ở đây luôn. Ồ đây là bên đội Honda, Honda Team. Honda Team đi. Hello. Ở đây Phú Thủy mới nhắc là có tới luôn. Ok. Team Suzuki. Một chiếc áo khoác ngoài có thấy cái có khoảng tầm 479 tiền Malay thì nó tầm khoảng hơn $100, 2 triệu mấy. Này hơi mắc thôi bỏ đi, mẫu bên đây cũng không tươi nữa, mẫu bên đây cũng bình thường thôi. Chúng ta bắt đầu tạm chia tay với lại Suzuki.
ta chạm chia tay với Suzuki. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ tới Shark Helmet. Shark Helmet. Nhưng mà khoan, tôi đang nhìn thấy một con của Petronas. Wow, đây là một chiếc xe mà tôi cực kỳ yêu dấu. Nó được trang bị phuộc Olin và hai đĩa trước kèm với lại hai con Brembo dòng racing. Wow, nhìn chắc vải đái, nhìn đã phê lòi đầu luôn mấy bạn ơi, nhìn phê lòi. Hai cái ống gió carbon hút gió từ phía đằng trước đưa gió thẳng trực tiếp vào bình xăng. Đồng hồ điện tử thể hiện. Có hẳn một bộ trợ lực lái ở phía dưới cổ xe ha, trợ lực lái luôn. Nó kiểu như là kiểu mấy con CBR Honda vậy đó. Toàn bộ dàn áo là carbon fiber, còn bình xăng hay là bình xăng nhôm. Điểm đặc biệt của nó là nó xài sợi sên nhỏ, sên nhỏ, đĩa nhỏ, full carbon Olin trước sau. Mâm thì mâm giống như mâm OZ vậy đó, OZ Racing, đúng rồi, chính xác. Chúng ta thử xem thử cái vỏ của nó đang xài vỏ như vậy đó. Vỏ đua thường tụi nó xài 115, 75, 17. Rồi dưới đuôi là chẳng có cái gì cả, phía đằng sau đuôi nó không có gì cả, nó chỉ là miếng nhôm, miếng carbon thôi. Còn chúng ta ngồi chịu lực lái là chụp trên đây. Xe này thì xe trưng bày kiểu như là không có gắn động cơ thôi, để mà tránh bị copy công nghệ các kiểu vậy đó. Rồi chỉ vậy này, giống như một cái xác xe để chúng ta trưng bày thôi. Tuyệt vời, quá đẹp chiếc xe. Chiếc này giống như một chiếc tải nhất. Ta bắt đầu đi lại gian hàng của Shark. Wow, Shark, Shark Helmet. Thì kiến thẻm cũng đã mua sẵn một cái nón Shark Helmet carbon cho con của mình rồi, nhưng mà có vẻ chưa tới lúc để nó phải sử dụng. Ở bên cái hãng Shark này nó có rất là nhiều cái mẫu kiến, các thứ đồ quần áo, nhưng mà nói chung là tất cả phụ kiện về nó thôi. Mình cũng chưa có nhu cầu gì cần mua ở đây, mình chỉ thích cái vỏ sách, cuốn sách của nó là chính thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu tới gian hàng của hãng CC. Hãng CC thì rất là nổi bật với mấy cô người mẫu chú chà bá lửa luôn. Các dòng nón của hãng CC, các cô người mẫu ở phố bên đây, khu vực. Các dòng nón của hãng CC bày bán rất là nhiều tại đây. Giá thì nó giá niêm yết theo tiền Malai thì cứ khoảng 1 đồng Malai thì nó tầm khoảng 6.200 Việt Nam đồng của mình. Thì những cái nón ở đây thì nó khoảng tầm gần 2 triệu. Có cái hơn, có cái dưới, tùy vào mẫu. Nhưng mà chủ yếu chúng ta hôm nay chúng ta đi, chúng ta sẽ không có quay về cái nón, chúng ta sẽ quay về những cái cô gái của chúng ta. Có hỏi còn thêm những cái gì của HTC không? Xui cái là ở nhà mình không có xài nón HTC, nên mình chỉ quay cho mấy bạn xem cái khung cảnh ở khu vực này nó ra sao thôi. Đây là cái khu vực vệ sinh nón, đang vệ sinh nón đó. Đây đó là cái kho chứa hàng HTC R311. Hàng của Motul Việt Nam, Motul 300V được kết hợp với lại hãng Suzuki. Tại vì Motul tài trợ cho Suzuki mà. Ta sẽ đi vào coi thử coi sao. Ồ, các cô bé của Motul Việt Nam thì ở đây. Hồi nãy mới chụp hình với mình, là bây giờ bắt đầu đi ra đây. Ra đây chụp hình với khách hàng. Trong đây thì nó chỉ có trưng bày các sản phẩm Motul, các game show của Mini của Motul. Ok, terima kasih. Ok, good try ya. Đây là khu phòng phát nổ. Ok, go. Nhà hàng Motul nói chung là sử dụng cho sử dụng miễn phí toàn bộ các sản phẩm của Motul về xịt bảo vệ nó, cái gì đó. Đây là cô bé hồi nãy ngồi trên xe của mình, hồi nãy ngồi trên xe chụp hình. Trên đó là một con Ducati 999 đời cũ, con 999 đời cũ. Rồi chỉ như vậy thôi, mấy cô em nào nãy chụp kia rồi.